chào cả nhà nha. Nay thì chiến sẽ đưa cả nhà đi tham quan cái chợ cồn nha. Phía sau mình chợ rất là nổi tiếng ở Đà Nẵng nha. Bên trong có rất nhiều shop nha. Một có quán cúc phi Trung Nguyên nè. Món ăn đồ điện. Món đồ chơi. Cái này chủ nhật nha cả nhà. Bên kia có bí xì à. Xì trước là bãi đổ xe máy nha. Ăn bánh bánh kẹo, đồ điện. Bên này là gian ẩm thực nha. Bánh này như táo tàu. Cá chỉ. Ở đây có quầy đồ khô. Cá, bò khô, mực, rim, được gì. Quá trời luôn, cá bò, mực, rim. Ở đây các anh chị có thể mua quà lưu niệm này. Vì có cà phê này. Bò khô. Khô nhiều chưa? Đây mấy cái món đồ chua 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 ăn với mì tết. Xoài. Mít. Đây có đồ lon người Trung Quốc. Đang bán hàng, bán hạt điều. Có bánh kẹo này. Mấy bánh đậu phộng này cũng ngon kìa. Đang mua đó, điều Đài Loan. Người Đài Loan. Rồi đây là cổng mua này. Cái trước này đường Hồng Vương á. Đây có cái chợ á. Rồi xem nha. Mời cả nhà vào xem này cho vui. Đây, đây là bán quần áo nha. Đây là bán bánh tráng. Bánh trái luôn. Mẹ. Nghe đồ các bác. Tỏi. Không quá. Rồi đồ khô nữa nè. Ồ thơm nè. Hà Cường. Sen. Ồ, trái gì? Mày tim. Ồ, hoài trái cây đãi vậy nè. Trái đọc lại vậy nè. Cầu, me, xoài, cốc. Trái gì vàng vàng mình không biết. Cái dâu, cái măng cục, măng cầu. Và
tráng, con tráng. Một ly bán nước. Đây có mấy cái đựng thức ăn mà bằng giấy bạc á. Dạy bên này thì bán quần áo này. Thành coi cái bạc rất là mát, mưa cũng không sợ luôn. Cái cây đã tươi rối, nhành nó còn nguyên, có một cái sữa này, quýt mặn. Gà. Tỏi, hành, tiêu, ớt. Ồ, có mấy cái má với mì bằng quá đẹp vậy. Gỗ, có gỗ. Gỗ thiên nhiên 100% luôn. Này quý tập kìa, quý sẽ tập kìa. Đó, này mất gỗ này. Gỗ quý. Hoài bán đông chứ. Ồ, ở đây có mấy con mèo dễ thương này. Mèo bỏ bằng làm việc đó. Ồ. Chỗ này có quả những thơm nữa nha. Bò khô mực khô kìa. Ồ. Trời ơi, đã thèm luôn. Miếng dẻo ngọt luôn. Ồ, bán đồ nhiều đấy nè. Mì thơm quá. Ngủ đi, rộng ra, trong đây rất là rộng nha. Trời ơi, rất là lớn, rất là nặng luôn. Đó. Mọi người quay đồ ăn, tươi sống. Wow. Tràng đường, tràng bờ đê luôn. Wow. Khách du lịch rất thích mấy cái đi mấy cái chợ truyền thống gì như vậy nè. Thì đi vô mấy cái mall để thấy thôi. Ở đây có cái văn hóa của người Việt á. Đậm bản sắc. Nè, bán. Đây là có một quầy để bán rồi nè. Đào cái bao nhiêu thứ ở đây đó không? Tỏi, ớt, dầm, tiêu, hành, ớt bột, gừng nghệ. Nè bán bắp nè. Bây giờ bán bắp rồi, bán bắp nấu á.
khô mà cái quầy cũng thơm. Đồ khô quá trời luôn. Hôm nay này về nấu canh anh em. Tôm đất khô. Kia là bán đồ sứ. Kiểu dừa bánh tre trà bông. Ngoài đi ngồi ăn sướng. Chưa, cái món này cũng ngon này, món tươi thơm. À, đủ thứ luôn. Cam, sành. Ồ, mấy cái tàu này. Tàu này bằng nứa. Con keo to chứ. Cam. Cam Việt Nam nước nhiều lắm. Nhãn, tỏi. Ủa, quầy đó tới cây đá lắm. Quầy đá chứ. Trước là chuối nè, chuối móc. Cục. Xoài đá nè, xoài chấm mắm gừng ăn mắm đường. Nhất nách luôn. Ở trong kia không có mấy quầy. Ồ, chuối nè, la liệt luôn. Móc chưa hờ. Chuối này để cúng rằm nữa. Một chứ tiêu hả. Chú cao. Móc. Cái nhỏ là chú tiêu. Hoa. Này ơi. Cúc. Quầy hoa. Cái này là đường Ông Khiêm nha. Quầy hoa bánh trướng. Không tiền. Nhỏ đó yêu nhất Thank you.
và ẩm thực đã cái nhà thêm lần luôn, rất là sạch sẽ nha. Này Nhật mang rất là sạch sẽ luôn. Nước luôn. Gà nướng. Trời ơi. Đục sắc. Tổ này. Ôi. Nửa lạng này bóng hồi bác thể đưa ra 275 nè. Tối nay là buổi số. Buổi chiều là bốn mà đi dài luôn. Ủa, phần ly. Túi sách các kiểu luôn. Trời rất là nhớ cả, rất là phải chăng cả nhà nha. Nay tôi Gucci luôn. Bao tay. Áo này, áo mùa hè. Mấy số 7 đâu?